Bắt đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc Bộ Chính trị đề nghị khai trừ đảng ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị khai trừ đảng đối với cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Bắc Giang, Dương Văn Thái, đồng thời xem xét biện pháp kỷ luật với cựu Bí thư thành phố Sài Gòn là ông Lê Thanh Hải. Truyền thông nhà nước hôm 14 tháng 5 cho biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong cùng ngày đã xem xét và thi hành kỷ luật một loạt các tổ chức đảng và đảng viên cấp cao. Cựu Bí thư Lê Thanh Hải cùng hai cựu chủ tịch thành phố Sài Gòn là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Phong trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và AIC. Đây là hai tập đoàn lớn đang dính líu đến một loạt các vụ án bị khởi tố với các cáo buộc lừa đảo, vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ. Theo kết luận mới của Bộ Chính trị, ông Lê Thanh Hải là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều mà đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Bộ Chính trị cũng đưa ra kết luận về các vi phạm của cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà. Theo đó, các ông này bị xác định là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm những quy định mà điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái và Phạm Thái Hà đều đã bị bắt tạm giam. Ông Phạm Thái Hà đã bị Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng hôm 14 tháng 5. Bộ Chính trị cũng đồng thời quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Tiếp theo là tin giá nhà ở Sài Gòn có thể tiếp tục tăng cao. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Sài Gòn, viết tắt là HORI, quan ngại về thị trường bất động sản thành phố Sài Gòn năm nay có thể tiếp tục mất cân đối cung cầu nhà ở. Nguồn cung nhà ở thiếu hụt dẫn tới giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc neo giá cao. Trong bối cảnh nhà ở bình dân, nhà ở xã hội ngày càng khan hiếm. Số liệu tổng hợp của HORI cho thấy 71% nguồn cung thị trường nhà ở thành phố Sài Gòn thuộc phân khúc cao cấp, còn lại là nhà ở trung cấp tại thời điểm cuối năm 2023. Cũng do vướng mắc pháp lý chiếm đến 70% khó khăn, nên thành phố Sài Gòn có 148 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội chưa thể hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng, kinh doanh hoặc bị dừng triển khai. Từ đó, hơn 58.000 khách hàng mua nhà tại các dự án chưa được cấp sổ hồng. Không chỉ ông Châu, nhiều báo cáo và chuyên gia cũng từng đưa ra số liệu giá nhà tăng liên tục trong nhiều năm qua. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, viết tắt là VORS, từng chỉ ra trong 10 năm, từ năm 2013 đến năm 2023, giá địa ốc đã tăng hàng chục lần. Một số chuyên gia còn cho rằng khi luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản có hiệu lực, giá nhà có thể tăng. Có nhiều nguyên nhân, trong đó một lượng lớn đất chưa cấp sổ sẽ được hợp pháp hóa sau năm 2025, sẽ khiến thị trường có quỹ đất giá rẻ, gia tăng nguồn cung và tác động lên mặt bằng giá đất. Việt Nam thanh tra thị trường vàng trong tuần này. Ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu là trong tuần này, Bộ Công an thanh tra Chính phủ tham gia đoàn liên ngành công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Theo VN Express, trong cuộc họp với ông Khái, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đề xuất lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và hiện các đơn vị chức năng đang khảo sát thực tế để bảo đảm thanh tra hiệu quả. Báo điện tử này dẫn lời ông Khái nói rằng, qua thanh kiểm tra, nếu tìm ra vi phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý. Trước đó, lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu ngành ngân hàng phải thanh kiểm tra ngay thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng tăng vọt. Được biết, giá vàng ở Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 đã vọt lên mức cao chưa từng thấy, khiến người dân đổ xô đi mua vàng và Chính phủ phải ra lệnh siết chặt quản lý thị trường vàng. Theo đó, giá vàng đã chạm mốc là 92 triệu đồng một lượng, là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Có thời điểm giá vàng lên đến 92 triệu 400 ngàn đồng một lượng, tức là tăng gần 3 triệu đồng chỉ trong một ngày.
Trong cuộc họp trong ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương hãy giải quyết ngay các thay đổi của thị trường vàng hiện nay. Ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thu thập thêm thông tin số liệu nhằm đánh giá đầy đủ về cung và cầu, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp và hiệu quả. Tiếp theo là tin tỉnh Nghệ An muốn có thêm một phó chủ tịch tỉnh. Chiều ngày 14 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Một trong những chính sách mới được đề xuất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch, tăng một phó chủ tịch so với tỉnh loại 1. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải thích Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, dân số đứng thứ tư với hơn 3.4 triệu người. Tỉnh có đường biên giới dài 419 km trên bộ và 82 km bờ biển. Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó có 11 huyện, thị, miền núi, núi cao với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen. Tỉnh có địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và nhất là ở vùng núi. Ông Dũng nói rằng với đặc thù trên, 83% diện tích là miền núi, cần bổ sung một phó chủ tịch để phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu công việc phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An. Đồng tình với đề xuất, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, với quy mô dân số và khối lượng công việc lớn, tỉnh Nghệ An đề xuất bổ sung một phó chủ tịch là hợp lý, đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội phía Tây tỉnh. Hiện tỉnh Nghệ An có 4 phó chủ tịch, một người phụ trách quy hoạch, công nghiệp, xây dựng, giao thông và nội chính, một người phụ trách đầu tư, kinh tế tổng hợp, doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, một người phụ trách giáo dục, đào tạo, văn hóa thể thao, y tế, du lịch, thông tin truyền thông, đối ngoại, công nghệ và miền Tây Nghệ An. Người còn lại phụ trách nông nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhiều người bị lừa mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát chưa trình báo. Tại thông báo tối ngày 14 tháng 5, Bộ Công an Việt Nam cho biết vào 8 tháng trước, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra từng thông báo tìm các nạn nhân, đồng thời ủy thác cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an các tỉnh thành theo địa chỉ của các trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu để tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại. Cho đến nay, công an các địa phương đã xác định được phần lớn thông tin cá nhân, ý kiến bị hại. Tuy nhiên, còn nhiều nạn nhân không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo, cho nên cơ quan điều tra lần thứ hai thông báo tìm. Các trái chủ được đề nghị sớm đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an các địa phương để cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng mua bán trái phiếu. Nếu bị hại không đến hoặc làm việc hoặc phối hợp cung cấp thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra, thì cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ giải quyết quyền lợi. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2020, các bị can tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn đầu tư An Đông, công ty đầu tư Quang Thuận, công ty dịch vụ thương mại thành phố Sài Gòn, công ty đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định để tạo lập 25 gói trái phiếu có tổng giá trị là 30.081 tỷ đồng, đã bán cho người mua tức là trái chủ để huy động tiền và chiếm đoạt. Tiếp theo là tin bay nội địa Thái Lan rẻ hơn ở Việt Nam. Cùng thời gian bay, ngày bay, giá vé khứ hồi bay nội địa tại Thái Lan rẻ hơn ở Việt Nam từ 1.6 đến 2 lần. Theo khảo sát trên ứng dụng so sánh giá vé máy bay như Skyscanner và các ứng dụng bán vé như Agoda, eDreams, Trip.com, MyTrip hay chính hãng hàng không, giá vé bay nội địa tại Thái Lan rẻ hơn bay nội địa tại Việt Nam khoảng 1.6 đến 2 lần. Mức giá này khảo sát trên chặng khứ hồi có thời gian bay tương tự cùng ngày bay, hãng ghế, hãng hàng không giá rẻ và đường bay từ thủ đô đến thành phố biển hoặc điểm đến du lịch nổi tiếng. Ông Trần Huy Công, trưởng phòng phát triển Vietnam Airlines nói rằng giá vé nội địa của Thái Lan là rất rẻ. Ông Công nói có nhiều lý do. Một trong số đó là ngành hàng không ở Thái Lan rất hỗ trợ các hãng hoạt động. Các hãng hàng không tại Thái Lan có tiềm lực mạnh, chính phủ tập trung phát triển du lịch và mở cửa đón khách sớm sau dịch.
nên các hãng bay phục hồi nhanh hơn đối thủ trong khu vực. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. 8 người thiệt mạng trong vụ va chạm xe buýt ở Florida, tài xế say xỉn bị bắt giữ. Hoa Kỳ chuẩn bị gửi viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ đô la cho Israel. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.